Chào mừng các bạn đến với Man Game Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Bình Luận Chương, nơi mà chúng ta sẽ cùng bàn luận về những nội dung mới nhất có trong các series manga đặc sắc. Trong video ngày hôm nay, manga mà mình muốn đưa đến cho các bạn đó là Hunter x Hunter. Video bàn luận này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi spoiler. Nếu các bạn là fan của anime và không muốn bị tiết lộ những thông tin mới nhất thì hãy dừng ngay video này lại. Và nếu các bạn vào xem video này vì là fan của Hunter x Hunter thì không thể bỏ qua chiếc áo Hisoka mà mình đang mặc đây. Đương nhiên là giống ở các video khác, mình sẽ để đường link ở dưới phần bình luận cũng như là phần mô tả để các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Hunter x Hunter đã trở lại và bắt đầu với một màn đọ súng không thể bạo lực hơn. Nó không câu giờ hay giới thiệu gì mà trực tiếp đi vào các sự kiện đã diễn ra tại chương thứ 390. Đã lâu rồi không có chương mới của Hunter x Hunter, cụ thể là trước khi cả kênh này ra đời. Vì vậy, trước khi chúng ta đi vào những gì đang xảy ra bây giờ, hãy cùng mình dành một chút thời gian để nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Trước đó, Hinrit, thành viên của gia tộc Siyu, đã thông báo với nhóm của mình rằng họ sẽ bắt đầu đè bẹp gia tộc đối thủ, nhà Helly. Gia tộc đó có người đứng đầu là Morena, tình nhân của người cai trị hiện tại của đế quốc Kagin, Nasubi. Vì lý do đó mà cô ta không được tham gia vào trận chiến diễn ra giữa các hoàng tử đang cố gắng tranh giành quyền kế vị. Khi Lynch và Zakuro nhận lệnh dò hỏi với một người đàn ông ở quán bar để tìm kiếm gia tộc đối thủ, họ ngay lập tức bị tấn công. Trong khi đó, chuyển cảnh sang cấp trên của họ, Hirit truy lùng một người phụ nữ giấu tên thuộc nhà Helly, đề nghị tha mạng cho cô ấy, miễn là cô ấy dẫn anh ta đến gặp ông chủ của mình. Thật không may, cô ấy có thể thoát ra nhờ vào một lỗ hổng trong bảo mật của con tàu. Marina không đăng ký họ là thành viên của Mafia, vì vậy họ được coi là thường dân, những người sẽ được quân đội bảo vệ nếu giao tranh kéo dài hơn 5 phút. 5 phút nghe thì có vẻ ngắn, nhưng với từng đấy người dùng điện là dân thường trên tàu, nếu họ chiến đấu với nhau thì thiệt hại có thể gây ra sẽ rất lớn, có thể là sẽ có nhiều người chết. Zakuro sử dụng kỹ thuật điều khiển máu của mình với tên gọi huyết giới chống lại thành viên của nhà Helly, trong khi đồng đội của anh ta, Lynch, sử dụng sức mạnh của cô để chất vấn đối thủ bằng cách đấm văng cả câu từ ra khỏi cơ thể anh ta. Kỹ thuật của cô thuộc hệ phóng xạ, được gọi là thể xác biết mọi điều. Nghe tên của kỹ năng này có vẻ kỳ lạ, nhưng mà theo đúng nghĩa đen, mỗi khi cô ấy đánh một ai đó, họ buộc phải tiết lộ những suy nghĩ bên trong của mình cho cô ấy. Vì vậy, ngay cả một người không bị tra tấn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phun ra hết mọi thứ họ biết. Kỹ năng này khá là hữu ích và có thể hữu ích hơn nếu cô ấy là một điều tra viên. Nhưng vì sơ hở trong bảo mật mà mình đã đề cập trước đó, Hinrit phải kéo cả hai đi và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc và họ sẽ phải quay trở lại nhà. Quân đội nói với họ rằng bọn họ có thể bỏ qua cuộc chiến này dù rằng nó không phải là tự vệ chính đáng. Tuy rằng được bỏ qua, nhưng nếu họ quay trở lại tầng 3 của con tàu, họ sẽ bị bắt tại chỗ. Ngay lúc đó, Hinrit cảm ơn họ và hối lộ tiền cho hai viên sĩ quan. Tất nhiên, nếu gia tộc Helly được phép chơi bẩn thì họ cũng vậy. Khi anh ta bắt đầu rời đi, hai khẩu súng đột nhiên biến thành rắn và tự bắn vào hai tên lính canh, thổi bay bộ não của họ. Đó là lý do mà chương mới ngày hôm nay bắt đầu với cảnh bạo lực ấy. Trước khi đi vào diễn biến chính của chương thứ 391 của Hunter x Hunter, hãy cùng tìm hiểu một chút về Hinrit nhé. Anh ta là một người thuộc hệ cụ thể hóa và là một thành viên của gia tộc Siyu. Khả năng của anh ta được gọi là mặt trời trong lòng bàn tay, giúp cho anh ta có thể biến bất kỳ vũ khí hoặc thiết bị nào mà anh ta chạm vào thành một con vật dưới sự điều khiển của mình, miễn đó là một vật thể vô tri vô giác. Một kỹ năng vô cùng đơn giản phải không? Nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện của mình thì những kẻ có kỹ năng càng đơn giản thì lại càng nguy hiểm vì nó có rất nhiều cách để sử dụng và ứng dụng. Ok, giờ thì thực sự đi vào chương mới nào. Hai phát súng và cái chết của hai viên lính canh khiến cho mọi người xung quanh bàng hoàng vì bạo lực được xảy ra vô cùng bất ngờ. Họ nghĩ rằng có vẻ như là hai người đàn ông đó đã giết lẫn nhau. Trong khi mọi người vội vàng tìm thêm binh lính và bác sĩ, Hinrit nói với hai đồng đội của mình rằng họ cần tập trung vào mục tiêu thực sự của mình, đó là xác định vị trí của Hisoka. Tuy nhiên, Hinrit đã ra lệnh rằng họ không nên thực hiện bất kỳ hành động nào nếu không có chỉ thị từ anh ta. Có vẻ như là anh ta là một trưởng nhóm khá tử tế, khi biết sẽ rất khó khăn để hạ gục Hisoka cho dù niệm của họ là gì. Bên cạnh đó, Hinrit cũng có mục tiêu của riêng mình liên quan đến việc nhúng tay vào các thành viên cấp cao hơn và tìm ra người phụ nữ bí ẩn đã bỏ trốn trước đó. Sau đó thì Lynch nắm tay Zakuro đi xuống một hành lang vô cùng yên tĩnh, chuẩn bị và tìm kiếm cho bất cứ ai mà họ có thể tìm thấy. Máu ở bên trong cái túi của Zakuro được phóng tung tóe lên bức tường gần đó, sau đó thì nó bắt đầu di chuyển, như thể bị kéo bởi một thứ gì đó giống như là nam châm vậy. Nó di chuyển lên trần nhà
và khiến cho Lynch cảm thấy rợn cả người. Khi Lynch bắt lấy một giọt máu, cô phát hiện ra nó có cả con mắt nhỏ tí, và khi cô ấy thử bóp thì giọt máu này lại trở về với hình dáng ban đầu. Vậy là với khả năng tự tái tạo này thì khó có thể tiêu diệt hoàn toàn đống máu này vì chúng vừa có tri giác lại vừa là chất lỏng. Lynch hỏi Zakuro làm thế nào để có thể giết cái đống máu này, khiến cho Zakuro bối rối. Tại sao lại có người muốn giết chúng? Có lẽ là vì chỗ máu này giống như là những đứa trẻ của anh ấy vậy. Tuy vậy, anh ta tiết lộ cho chúng ta rằng niệm được truyền vào trong các giọt máu sẽ hết sau khoảng từ 30 cho đến 40 phút và chúng sẽ trở lại thành những giọt máu bình thường. Như thể bỏ qua câu trả lời của đối tác, Lynch chỉ ra rằng kế hoạch là để tìm ra một kẻ mờ ám với khả năng của cô và sau đó cô ấy sẽ đấm anh ta cho đến khi biết rằng họ có đang che giấu điều gì hay không. Rõ ràng đó là kế hoạch ngay từ ban đầu của họ nên Zakuro có vẻ không mấy ấn tượng với nó, hoặc ít nhất là muốn thay đổi nó một chút, mình đoán vậy. Trở lại với Hinrich, chúng ta thấy anh ta đi xuống hành lang qua một đám đông người. Khi anh ấy nhìn xung quanh, chúng ta thấy có những con chim bồ câu bay xung quanh giúp anh ta dò tìm khu vực rộng lớn. Phần lớn thì mọi người đều trông có vẻ khá là bận rộn và giống như là họ đang không che giấu điều gì. Anh lặng lẽ đi qua mọi người, cũng không có ai bình luận về đàn bồ câu của anh, khi mà nếu như ở ngoài đời thì có lẽ sẽ có người đến gần anh ta và xin phép chạm vào con chim một chút. Hinrich nhìn thấy một nhóm người có vẻ như là khách du lịch đang cười tươi và chụp ảnh cho nhau, khiến cho anh ta nảy ra ý tưởng yêu cầu một người bảo vệ giúp đỡ. Anh lính canh yêu cầu mọi người hợp tác để có thể xem ảnh của họ. Hinrich có khả năng đang tìm kiếm các thành viên băng Helly hoặc là bất kỳ dấu hiệu nào về Hisoka. Thật không may, những bức ảnh đầu tiên có vẻ như là hoàn toàn bình thường và anh ấy tiếp tục cuộc đi săn của mình với những người khách tiếp theo. Cuối cùng, khi một cặp vợ chồng lớn tuổi chia sẻ cảnh quay của họ trên một máy quay thì chúng ta đã có một số manh mối. Người phụ nữ bí ẩn đang ở phần background của một trong những bức ảnh của họ đang đi vào một con hẻm tối. Hinrich thừa nhận rằng anh ta muốn kiểm tra hành lang dẫn đến khu vực hành khách công cộng bởi vì đó là con đường duy nhất nối giữa hai phần. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kế hoạch của mình vì anh cần xác định 23 thành viên trong nhóm của Morena, gia tộc Helly. Với ý nghĩ đó, anh lấy chiếc máy quay từ cặp vợ chồng, đưa cho họ một số tiền để đổi lấy nó và phòng trường hợp như nó bị hư hỏng vì bất kỳ lý do gì. Vì mục đích an toàn, Hinrich biến chiếc máy quay thành một con mèo, sử dụng nó như một phương tiện tinh vi để ghi lại bất cứ điều gì mà anh ta thấy có vẻ đáng ngờ vì nó vẫn giữ nguyên chức năng như là một chiếc máy quay bình thường. Theo mệnh lệnh, con mèo đi đến một khu vực rộng, nơi trưng bày một bức tượng tuyệt đẹp ở trung tâm. Góc quay của nó chính là nơi mà cặp đôi đã chụp ảnh selfie cùng nhau và nó nhìn chằm chằm vào hội trường, ghi lại bất kỳ chuyển động nào diễn ra tại đây. Ngay cả với điều đó, Hinrich cũng không mấy tin tưởng rằng tất cả các thành viên của nhà địch đang tập trung tại khu vực đó. Anh ta thậm chí còn nhắc nhở chúng ta rằng tên côn đồ của hoàng tử thứ tư đã bị loại khỏi vòng chơi. Điều này khiến cho Helly tự do làm nhiều hơn những gì mà họ có thể trước đây. Một ý nghĩ khác ập đến với anh ta, điều gì sẽ xảy ra nếu như họ đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi loạn từ tầng 2, vốn là cơ hội để giải tỏa hết cả oán hận lâu năm. Anh cho rằng cuộc thảm sát vô tri này là một kiểu huấn luyện nào đó. Ở đằng xa, có một số người đang thảo luận về Hinrich, biết chính xác anh ta là ai và anh là trùm phó của gia tộc Siyu. Chúng ta không thể biết được họ có thể mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, một trong số họ cảm thấy khó chịu vì Hinrich đi một mình và rõ ràng là đang xem thấp họ. Một tên khác nói rằng viên của Hinrich được kéo dài trong bán kính 5m. Vì vậy, nếu họ bước đến bất cứ nơi nào gần đó thì anh ta sẽ ngay lập tức nhận ra. Tên còn lại nói quyết định sẽ xông vào trước để đồng đội của hắn tìm thời cơ và kết liễu đối thủ. Họ tiếp tục thảo luận về kế hoạch, nói rằng nó rất cơ bản. Nếu có thể chớp thời cơ hành động thì họ sẽ tăng được 10 cấp độ từ cái chết của đối thủ. Tất nhiên, họ không thể thống nhất về việc ai sẽ nhận được phần thưởng này cả. Cuối cùng thì họ quyết định để cho sếp đưa ra lựa chọn xem ai sẽ nhận được cái gì, vì dù sao thì năng lực này cũng là của cô ấy ngay từ đầu. Tên định xông vào trước, thừa nhận anh ta không quan tâm đến chuyện gì xảy ra sau đó, miễn là có thể giết được đối thủ. Giờ thì chúng ta cũng biết được tên và loại niệm của họ. Badawi thuộc hệ cụ thể hóa và cấp của anh ta hiện tại là 29. Kuro thuộc hệ phóng xạ và Devales thuộc hệ cường hóa với cấp độ 24. Badawi luôn tưởng tượng rằng mình có thể tái sinh như một vũ khí sống. Anh ta tạo ra một vũ khí từ cơ thể, biến bàn tay của mình thành một thứ gì đó giống như là một chiếc búa rìu lớn và sắc bén. Anh ta là một kẻ yêu thích cảm giác giết chóc và anh ta mắc chứng rối loạn vũ khí giết người. Nhờ có cô chủ Morena mà anh ta có thể cảm nhận trực tiếp hành vi của mình. Do đó, anh ta tập trung vào làm những gì mà cô ấy yêu cầu và cũng tiếp tục cảm nhận những điều đó thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ. Tên tay vũ khí tiến về phía Hinrich, người vẫn còn những con chim bồ câu bay xung quanh. Và như đã nói ở trước, nếu bất cứ ai đi vào trong vòng bán kính 5m tính từ cơ thể anh ta,
thì anh ta sẽ biết ngay. Vài ngày trước khi Padovi kịp làm gì thì Hinrich đã biết mọi chuyện. Đột nhiên một chiếc còng tay khóa quanh cánh tay vũ khí của Padovi khiến anh ta ngạc nhiên khi phần còn lại của nó là một trong những người bạn chim bồ câu của Hinrich ở gần đó. Hinrich nói với vẻ tự tin, mày không nghĩ một sức mạnh như thế sẽ hữu dụng à? Phần còn lại của con chim bồ câu trở lại hình dáng ban đầu, còng tay của Padovi về phía sau bằng chiếc còng kim loại. Hinrich thậm chí còn không có ý định tấn công, nói với hai tên còn lại, cùng đến thì anh cũng chiều, thậm chí thích thì gọi tiếp ứng cũng được luôn. Anh tự tin rằng vẫn còn nhiều chim bồ câu xung quanh để sử dụng và không ai biết chúng đã từng ở dạng nào trước khi anh ta sử dụng sức mạnh để thay đổi chúng. Kuro và Devarez đẩy súng của họ ra để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Không do dự, họ bắt đầu xả súng vào những con chim bồ câu xung quanh Hinrich và phần còn lại nhắm thẳng vào cơ thể anh ta. Anh ta tự tin cười rằng những con chim này được làm từ còng tay thép nhưng được cường hóa bằng niệm nên đạn thường thì sẽ không có tác dụng gì. Do Hinrich bị phân tâm, Padovi đã có thể tự thoát ra khỏi cái còng và lao về phía anh ta. Với một biểu hiện không thể kinh ngạc hơn, đôi mắt của Hinrich lồi lên và anh ta giơ tay lên để cố gắng đỡ đòn tấn công. Padovi đã biến vũ khí của mình thành một chiếc mũi khoan và thoát ra khỏi cái còng tay. Mặc dù đã đỡ được đòn tấn công, nhưng mũi khoan vẫn xuyên qua bàn tay của Hinrich. Mặc dù chúng ta có thể biết được là vì được tác giả thông báo từ trước, Hinrich vẫn không biết đó là Padovi có thể đổi thành bất cứ vũ khí nào mà anh ta muốn, chứ không phải chỉ là cái búa rìu mà anh ta đã có trước đây. Nở một nụ cười thần kinh, Padovi nói rằng có nhiều cách để chết, mỗi người sẽ chết một kiểu khác nhau. Nói cách khác, anh ta có thể giết bất cứ ai theo bất kỳ lúc nào mà anh ta muốn, mỗi lần lại sử dụng một loại vũ khí khác nhau. Nhưng Hinrich sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Anh ta đá vào chân của Padovi khiến cho đối thủ bị mất thăng bằng và Hinrich sử dụng thêm một chiếc còng chim bồ câu khác gắn vào chân Padovi, kéo nó về phía sau và gắn vào cái còng trên tay của anh ta. Một cách tự tin, Hinrich nhìn chằm chằm vào đối thủ và hỏi anh ta bây giờ sẽ làm gì. Thật không may cho Padovi, hai tên đồng đội của hắn bắt đầu rút lui khỏi cuộc chiến, không muốn truy đuổi Hinrich nữa. Nhưng Padovi đã quá nhập tâm, tiếp tục chiến đấu và có lẽ là cố gắng giành chiến thắng. Anh ta quyết định sẽ tự giải thoát nếu cần và nghĩ rằng anh ta có thể chặt còng bằng giọng nói của mình. Nhưng thay vào đó, Hinrich ở phía sau anh ta đẩy chiếc rìu ra sau đầu đối thủ và ấn nó vào cổ anh ta với một nụ cười danh ma. Anh ta nói rằng không phải ai cũng có cơ hội vừa là kẻ săn mồi và vừa là con mồi đâu. Ngay sau đó thì mắt của đối thủ anh chảy máu và anh ta chết ngay lập tức. Cuộc chiến và dĩ nhiên là cái chết bắt đầu thu hút một đám đông. Hinrich phàn nàn rằng anh ấy đã rất cố gắng để ẩn thân mà giờ đây lại trở nên nổi bật. Anh tự nghĩ rằng bây giờ việc còn lại sẽ được giao cho Misa. Trong khi hai tên đồng đội của Padovi vội vã quay về để báo cáo những gì đã xảy ra với sếp Morena của họ, cả hai đều có thể báo cáo về mức độ nguy hiểm của Hinrich cũng như những con bồ câu của anh ta và cách sử dụng chúng. Lời tựa của chương này đó là Hinrich giết hai con chim bằng một hòn đá, hay nói theo kiểu của Việt Nam đó là một mũi tên trúng hai đích. Về cái tên Misa, có thể là ám chỉ con mèo mà Hinrich đã tạo ra từ chiếc máy quay phim mà anh ấy đã mượn, hoặc cũng có thể đó là người mà chúng ta chưa gặp và sẽ sớm được gặp mà thôi. Và vừa rồi là những nội dung mới nhất và trong chương mới nhất của Hunter x Hunter mà chúng mình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Mangame Official để chúng mình ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!